Nói chung biết bơi thì chỗ nào cũng như nhau, không biết bơi thì 2 mét 50 phân cũng 2 mét cũng chìm. Không biết bơi phải 1 mét thì sao còn ok. 1 mét thì chắc chắn là sao thò cái đầu ra rồi. Đúng là nếu mà chế động cơ điện nhỉ, trèo nhà động cơ điện ồn nó mất tiếng du lịch. Anh máy xăng thì thôi vô lỗ ô nhiễm. Động cơ điện là phải đi dưới biển anh ạ. Anh có thấy đi kẻ bàng này biết bao giờ treo điện không? Máy thì giải đơn giản lắm, có gì đâu. Chế cái máy điện à. Khỏe. Chị mẹ bàn đây. Mẹ xong rồi. Em ngắm vào mắt. Có gì hết cái bài là màu ghi ấy. À, quá đẹp. Có công chúa và mẹ nhìn đây rồi. Công chúa là cậu nhỉ. Chơi lao nước biển dâng lên. Đây kiểu không chui hơn. Qua được gây. Đây rộng hơn. Đây nhỏ ấy hơn. Như trên phim ấy nhỉ. Đến đây là hết rồi, dậy quay lại không? Vâng. Cái áp cái gì nó chảo đấy đấy thì quay về đấy. Nhìn ra ngoài lắm. Đâu? Đâu? Lúc nào mà biển nó lớn nước nó dâng lên trên kia đấy. Ngồi cạnh bố, con phải ngồi cạnh bố. Con lại quay ra thì bố lại không quay.